Chào các bạn đã đến với mình tên là Nguyễn Thành Công, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mà có thể sử dụng được cái công cụ túc Woody, và một cái nữa là làm sao để các bạn có thể mở khóa được cái công cụ này thành bản Pro để có thể sử dụng. Và nên nhớ là cái bản Pro này là có đầy đủ full chức năng và không cần phải crack hay can thiệp bất cứ một phần mềm nào, các bạn đều có thể là nâng cấp lên bản Pro này. Và nếu làm theo hướng dẫn của mình, các bạn có thể là lên được cái bản Pro để sử dụng một cách hiệu quả hơn cho cái kênh YouTube của mình. Và đặc biệt là một điều là nếu các bạn thấy hay, hãy like và subscribe cho mình, cộng với nữa là hãy mua cái bản quyền của cái phần mềm này cho nhà tài trợ, vì nó là một cái điều gì đó để giúp cho cái kênh YouTube của các bạn là có được một cái công cụ đắc lực để cho nó được phát triển nhiều hơn. Và chúng ta đi vào trong bài hôm nay này luôn. Để cho các bạn có thể là tải được công cụ này, các bạn cần dùng cái đường link mà mình để ở dưới video ấy. Các bạn có thể là nhấn vào đường link ở đó để các bạn có thể tải được cái phần mềm này. Thì để tải phần mềm này, các bạn nhấn vào đường link của bên mình để bên dưới miêu tả video. Các bạn nhấn xong thì các bạn có thể là đến được cái trang mà Top Body đấy, YouTube Certificate. Các bạn có thể nhấn vào Intro Firefox, mình dùng trình duyệt Firefox. Các bạn dùng trình duyệt Google Chrome thì vẫn hoàn toàn là tương tự. Đó, các bạn tải về sau đó các bạn ấn Add Firefox này, thì nó sẽ ấn Add vào đây. Thì các bạn ấn OK, nhấn tiếp OK thì các bạn sẽ vào một cái trang đã Add rồi, trang Firefox rồi, để kiểm tra hay không. Bạn ấy vào More này, đấy, bạn ấy vào cái Add-on này, thì bạn nhìn này, Extension này, bạn vào Extension, bạn thấy Top Body này, nó đã kích hoạt rồi. Thì để biết được kích hoạt hay không thì bạn bây giờ vào trang YouTube của các bạn nhé. Bây giờ mình vào trang YouTube của mình để cho các bạn xem và thì đó, khi mình vào đến đây thì nó sẽ hiện một cái công cụ ở đây, tức là bây giờ cái kênh YouTube này của mình, đây mình nhảy vào đây, nhưng mà sẽ còn hình thức chẳng hạn. Xin lỗi các bạn, cái này phải khởi động lại và nó mới có thể chạy được. Đây thì khi mà các bạn đăng nhập vào cái trang YouTube của các bạn thì nó sẽ, khi mà bạn mới đăng nhập, mới tải về và kích hoạt thì nó sẽ bắt bạn khởi động lại cái trình duyệt đó, và mình đã khởi động lại. Và cái trình duyệt đó bây giờ mình bắt đầu, mình các bước ban đầu cho các bạn khi mà bạn mới sử dụng Tudo đi nhá. Các bạn nhấn vào cái nút ba cái dấu gạch này, các bạn nhấn bây giờ bạn tích vào hai cái ô này đấy, nhấn vào sign in with YouTube, sau đó bạn nhấn tiếp vào cái tài khoản mà cần tiếp theo của các bạn, bạn nhấy vào đây, nhấy vào cái tài khoản của bạn đấy. Khi mà bạn đây các bạn nhấy vào xong tài khoản đó rồi thì nó sẽ ra một cái trang như này. Tôi đi muốn truy cập vào tài khoản Google của bạn để nó có thể quản lý và nó có thể là tối ưu hóa cái trang cho bạn. Bạn nhấy vào cho phép. Xin lỗi các bạn, cái thông báo này, bạn nhấy cho phép và Tudo đi nó đã, đây nó đã ghi ra đây là successfully sign in. Thì các bạn, đây là cái bản này, là bản mà khi mà các bạn đăng một cái video nó lên thì nó sẽ, tức là làm sao, tức là nó sẽ tối ưu cho các bạn. Nhưng mà cái bản này nó có một cái đặc biệt là các bạn nhìn nhá, đây là bản free, đây là bản free, thế nên là các cái công cụ của các bạn nó sẽ bị giới hạn, giả dụ như thế này nhá, đây. Các tác chẳng hạn, bạn sẽ nhìn thấy đây, công cụ này nó sẽ bị giới hạn đấy, các bạn nhìn thấy không, nó sẽ giới hạn, nó sẽ cho một số cái thiếu cái nhỏ nhỏ thôi. Còn đây bạn nhìn này, chỉ có 13 trong số 128 tác. Thì bạn nhìn là upgrade to license viewer, tức là khi bạn phải upgrade cái tài khoản này, bạn phải upgrade nhá, upgrade thử xem là nó sẽ như thế nào. Và cái update của cái này nó có cái hay là khi mà các bạn dùng bản Pro là sẽ mất 9 đô một tháng, nhưng mà khi cái kênh của bạn mà trên 1.000 subscribe thì bạn sẽ chỉ còn 4,5 đô một tháng đấy, nó sẽ giảm được một nửa. Và nếu mà bạn trả theo năm thì nó sẽ giảm tiếp đi, nó chỉ còn 3,6 đô thôi. Nhưng mà thường thì mình khuyên các bạn là không, mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo để không phải nâng cấp bản Pro này mà vẫn có thể dùng Pro đấy. Cho nên đây là cái cách mà các bạn có thể, đây các bạn nhìn này, Pro nó mở hết tất cả các chức năng cho các bạn.
nên mua bản đồ. Nếu mà kênh của bạn là trên 1.000 thì bạn chỉ được về chỉ phải trả một nửa thôi, là 1.5 đô. Còn nếu tiếp theo đây, và tiếp theo bước cực kỳ quan trọng là bước update tài khoản. Bạn vào trên trong Home nhé. Đó, đây là cái tài khoản của các bạn. Đấy, Relax Farm này. Đây là tài khoản này, tài khoản License Starter. Tức là tài khoản này là tài khoản free. Các bạn chỉ có thể sử dụng free thôi. Đấy, cho nên bây giờ muốn để có thể update lên cái tài khoản Pro, các bạn làm như sau này. Các bạn nhấy vào đây, không phải là cái này, trong cái này, trong đây này. Các bạn nhấy vào ba cái dấu hình đấy, nó sẽ ra một cái là cái đây, cái Health Report này. Bạn nhấy vào Health Report cho mình. Nhấy vào Health Report thì nó sẽ mở ra một cái tab mới. Và đây cái tab Health Report này, các bạn muốn nâng cấp lên bản pro thì các bạn có cách như sau. Các bạn nháy vào start 14 ngày free to pro trial. Thì khi mà bạn nháy vào đây thì điều gì sẽ xảy ra? Nháy vào đây nhé. Ok, tài khoản của các bạn đã được nâng cấp lên phiên bản pro. Đấy, tài khoản của các bạn đã được nâng cấp lên phiên bản pro. Các bạn xem nhé, nâng cấp lên phiên bản pro hay không, các bạn xem vào đây này. Nháy vào đây, các bạn refresh lại trình duyệt nhé. Đợi một xíu. Đấy, License Pro, các bạn nhìn thấy không? Relax Fan License Pro. Đấy, License này Pro. Và mình thị phạm luôn cho các bạn xem là nó sẽ có những cái gì. Bây giờ bạn mình nháy vào đây nhá. Các bạn nhìn này, tha hồ cái tag này. Đây, bạn nhìn tag này. Đấy, Pro các thứ, bản Pro này, 2/13 complete này. Bạn nhìn bao nhiêu này, làm sao để mà nâng cấp lên phiên bản Pro này, hoặc là thế nào này. Bạn nhìn thấy không? Đấy, hoàn toàn đã được mở. Và đây là cái thành quả để các bạn dùng bản Pro miễn phí. Ok chưa nào? Đấy là một cái chia sẻ nhỏ của mình khi mà giúp cho các bạn là nâng cấp lên phiên bản Pro trong cái việc mà sử dụng TopBody. TopBody là một phiên bản rất là hay, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phiên bản này để mà có thể là nâng cấp lên các cái phiên bản tiếp theo như Pro hoặc Star. Thì nó có một số những chức năng như là đây, Add Info Card này, bên trên 20-17 character này, thêm những cái màn hình kết thúc để cho các bạn, mà các bạn có một hình màn hình kết thúc bạn thiết lập một lần thôi mà dùng tất cả mọi cái rất là nhanh. Và tiếp theo nữa là Add Caption này, More Tag này. Đấy, bạn có thể nháy vào đây là những cái tab mà nó giới thiệu. Đấy, bạn có thể nháy vào tab giới thiệu, nó tab này là tab rất là kinh khủng. Đấy, thì nó như thế, nó giới thiệu cho các bạn dùng đó. Thì một kênh mà các bạn muốn dùng được cái tài khoản này thì các bạn làm như vậy. Và đây, Add More Tag này, đây nhìn More Tag này, Get Like on Facebook này, Share Twitter này, Pin Comment này. Đấy, thì đôi khi nó là một cái giúp cho các bạn có thêm được cái đây là một cái tốt để mà giúp cho các bạn hoàn chỉnh kênh YouTube của các bạn và cho cái kênh YouTube của bạn phát triển hơn. Và đây là một cái tốt mà có thể dùng được trên cả Firefox, Opera và trên cả cái Google Chrome. Thì nó có một lợi điểm là dùng được rất nhiều trên các cái nền tảng khác nhau. Và một cái nữa là cái tốt này thì nó sẽ giúp cho các bạn là nâng cấp lên phiên bản Pro, chứ không phải như TopVIP IQ. VIP IQ thì các bạn đôi khi phải mua bản quyền thì các bạn mới có thể nâng cấp lên bản Pro, nhưng đây nó nâng cấp lên bản Pro luôn theo cách của mình, theo cái link hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ được nâng cấp lên bản Pro miễn phí 14 ngày. Khi mà bạn miễn phí 14 ngày thì các bạn có thể tối ưu kênh của mình và làm sao cho video của mình nó hiệu quả. Thì đó là cái phần thưởng, một phần quà dành cho các bạn khi các bạn xem đến đây, để các bạn có thể nâng cấp lên phiên bản Pro rất nhanh chóng. Nên là đây là một cái món quà mình dành cho các bạn. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh và chia sẻ cái video này cho thêm nhiều người biết. Và hãy để lại comment bên dưới cho mình biết được những cái lợi điểm của mình để mình có thể là khắc phục trong những video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Đừng quên là kênh của mình đây chỉ là kênh mà mình thị phạm cho các bạn thôi, chứ không phải là kênh chính của mình. Cho nên là đây là kênh thị phạm cho các bạn có thể hoàn toàn làm trên kênh chính một cách bình thường và làm trên cái Firefox và Chrome đều như nhau. Cho nên các bạn hãy làm và hãy cho mình biết kết quả nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có vấn đề gì hãy comment cho mình để mình biết nhé. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.